Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dôn. Báo cáo các bác, buổi sáng nay thì tôi có một cái video clip chia sẻ về những chuyện liên quan tới đất nông nghiệp, rồi là nọ kia trên 7.000 mét vuông đất của HL22. Và trong đó có nói cái chuyện rằng là tại sao nhà thờ tổ lại được cấp phép như vậy, và nếu như là công trình tín ngưỡng văn hóa tâm linh thì sẽ được miễn quyền sử dụng đất nhé các bác, miễn luôn cái tiền nộp đấy, nhưng mà lại không được đứng tên. Pháp nhân không thể nào là cá nhân được, mà là phải là một cái tổ chức nào đó, chứ không thể nào là cá nhân được. Nếu mà cá nhân thì đứng tên thì nó lại là nhà ở nhé các bác, đó, công trình kiên cố để ở. Vậy thì rõ ràng là công trình để ở thì không thể nào mà có những cái hoạt động mang tính tín ngưỡng hay tâm linh ở đây được. Trách nhiệm về việc này thì tôi nghĩ rằng là quận 9 sẽ phải trả lời cái việc này. Công trình này thực chất là nhà ở hay là công trình tín ngưỡng, và có hay không cái việc hoạt động tín ngưỡng ở trong nhà thờ tổ đó, đúng không ạ? Và bây giờ lại thêm cả chữ tâm linh Việt nữa, thì các bác có thể hiểu một chút về các hoạt động như thế nào. Trên mạng thì chúng ta thấy rằng HL22 có rất nhiều những clip liên quan tới hầu đồng rồi nọ kia, mà như là các bác đã thấy thì đó như kiểu là dân công giáo vậy, ông ta dân công giáo, vậy mà lại có những hoạt động mang tính hầu đồng theo đạo mẫu thì không rõ ràng là như thế nào. Nhân đây thì có nhiều bác hỏi về những cái hoạt động ở trong đó, bao gồm có cả những cái hoạt động mà ai đó đã nói rằng là rất là trụy lạc ở trong nhà thờ tổ. Thì tôi báo cáo với các bác rằng là việc này rất khó có thể rằng là có bằng chứng để mà xác định. Nhưng mà ở đây tôi xin chia sẻ với các bác một cái động cơ nó đỡ hơn một chút. Như nhiều bác nói rằng là muốn trở thành chùm hay muốn trở thành nọ kia thì không phải là không có lý đâu. Trước đây tôi cũng đã có một cái video clip để mà phân tích cái việc này rồi. Đó là cái việc mà cái quyền lực mềm ở đâu cũng có, ở trong giới nghệ sĩ hay trong một gì đâu cũng có, ngay cả tôi cũng có điều này. Nhưng quyền lực mềm đâu phải của ta đâu, tôi lại nghĩ thế, không phải là của mình, nó chỉ là cái phương tiện để mình truyền tải những cái giá trị đến với cộng đồng thôi đó. Còn về nhà thờ tổ thì tôi chỉ xin hỏi các bác vài câu như thế này, nhất là các bác có tuổi, nhất là các bác có tuổi nhé. Các bác có tuổi thấy rằng là cái vấn đề nhà thờ tổ của mỗi dòng họ, đúng không? Mỗi dòng họ của chúng ta tại mỗi làng quê ấy, thì gần như là đều có cả. Ai thì cũng có trong một cái dòng tộc nào đấy, và đó là một cái nơi sinh hoạt chung, đúng không ạ? Và cái việc đầu tiên tôi muốn xin chia sẻ các bác thế này. Dù sao thì nhà thờ tổ cũng không phải là công trình tín ngưỡng tâm linh để mọi người cùng tới được, mà chỉ là nơi sinh hoạt của những gia đình như chúng ta thôi, cho nên là không bị vướng vào vấn đề pháp lý. Tuy nhiên, ngay cả cái việc mà chọn ai để trông coi nhà thờ tổ của dòng họ nhé, chứ không phải của một cộng đồng như vậy, của dòng họ, đã là một cái vấn đề rất là lớn rồi, đúng không ạ? Các bác nào ở đây các bác thấy rằng là nhà thờ tổ chẳng hạn đó, khi mà muốn xây dựng một cái nhà thờ tổ hay là nhà thờ họ của chúng ta ở quê ấy, thì thường thường là các bậc bô lão sẽ họp với nhau, sẽ làm gia phả, sẽ biết rằng là tổ của chúng ta là ai, rồi là từ trên xuống dưới các nhánh các chi các chành thế nào, và mọi người sẽ cùng đóng góp, và thậm chí rằng là những cái giá trị liên quan tới dòng họ dòng tộc, ví dụ như là bác này bác tổ của chúng ta đời thứ bao nhiêu là đã làm quan và đã truyền những cái giá trị đó, dòng họ của chúng ta là dòng họ mà có cái tính hiếu học rất là cao, chính vì thế đưa ra những cái chính sách là nhà nào mà có con học sinh giỏi, nhà nào mà có con được đi du học hay thế nào đấy được học bổng thì sẽ có những cái phần thưởng, phần quà, và ai sẽ là người thừa kế và trông coi cái nhà thờ tổ này thì đều được chọn lựa rất là rõ ràng, và không phải là ai cũng có thể rằng là thích thì làm nhà thờ tổ được, đúng không ạ? Đó, chứ chả lẽ rằng là mấy anh em, ví dụ như bốn anh em trai lại mỗi người để làm một cái nhà thờ tổ cho mình, thì báo cáo các bác rằng việc này là khó, đúng không? Đó, ít nhất là trong vấn đề liên quan tới đạo đức đạo lý dân tộc là không thể nào làm được cái việc đó được, mặc dù pháp luật đâu có cấm việc này. Trở lại cái câu chuyện nhà thờ tổ của HL22 thì báo cáo với các bác rằng là
thứ nhất, tổ nghề sân khấu là ai, tổ nghề diễn viên là ai, tổ nghề rất nhiều tổ nghề như tôi đã chia sẻ với các bác rất nhiều lần rồi. Vậy thì ai mới là tổ nghề của cả cái ngành nghề đó, hay chỉ là một cái bức tượng gọi rằng là quy định tạm như vậy thôi, quy định tạm như vậy là một cái tâm linh gì đó, một cái người đó không có thật. Tôi lấy ví dụ như vậy. Còn các bác có thể search ở trên mạng thì rất nhiều tổ nghề của chúng ta. Tôi tổ nghề là ví dụ như là hát chèo, hát đó kia, tổ nghề sân khấu, biên kịch các thứ nữa rất nhiều. Nhưng mà để mà tổ nghề chung thì không biết là ai cả. Đó. Thế cho nên người ta mới tìm ra được một cái bức tượng mà có vẻ như là hơi giống ai đó. À, ai đó đúng không? Là chúng ta đều biết đó là ai cả. Đó là ai? Đó là cái câu chuyện mà cũng giống như kiểu là tôi chia sẻ với các bác ở Lạng Sơn này, có một cái đền, có một cái miếu đền này, và người ta cúng dường một bức tượng Phật, mà trong bức tượng Phật đó thì là để cả cái tro cốt của người thân mình. Thế là bao nhiêu người chẳng biết đến đấy cái xì sụp bức tượng, nhưng hóa ra là xì sụp cái người ở trong bức tượng đó là tro cốt của họ. Có nhiều người người ta phải nói rằng là rất tinh vi và rất thâm hiểm, và nói rằng rất thâm hiểm ở trong vấn đề tín ngưỡng tâm linh như vậy. Rồi các bác trở lại câu chuyện nhà tổ nghề, thì tại sao chúng ta đặt câu hỏi rằng là tại sao anh HL22 khi muốn xây dựng một cái tổ nghề cho sân khấu của Việt Nam, thì hoặc là tổ nghề cho ngành nghề diễn viên hay nọ kia của ngành nghề nghệ thuật cho các nghệ sĩ của Việt Nam như anh đã muốn thông bố, thì tại sao anh lại không xin ý kiến? Xin ý kiến thứ nhất là của Bộ Văn hóa, của Sở Văn hóa, rồi là xin ý kiến của hội nghề nghiệp của anh đó, hội nghệ sĩ của Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Rồi thậm chí rằng là xin ý kiến của rất nhiều anh em nghệ sĩ và làm. Vì biết đâu nếu mà thật sự tâm huyết về việc này, thì khi mà được giao cái trọng trách đó, thì thay vì anh ấy tự bỏ tiền ra để mà xây cái nhà thổ nghề đó, anh ấy tiết kiệm được rất nhiều tiền và có được cái sự hỗ trợ của kể cả chính quyền, rất là nhiều người. Nếu thực tâm muốn thì có thể làm cái kiểu như vậy, đúng không ạ? Và đó thực tế nếu là như vậy thì bản chất của công trình tâm lý, công trình tâm linh văn hóa tín ngưỡng đó là sẽ trở thành của cộng đồng chứ không phải của riêng anh đó. Đó, của riêng anh đó, đúng không ạ? Bởi vì nếu làm như kiểu của riêng anh đó là liên quan tới liên quan tới vấn đề mà sở hữu nhà đất chẳng hạn đó. Thế thôi, ví dụ như là anh ấy có rất nhiều bệnh, mình cũng không phải phỉ báng gì đó đâu, nhưng mà rủi ro có thể đến với bất cứ ai, kể cả tôi, các bác và mọi người. Nên ví dụ rủi ro đến với anh HL22 đó, thì cái công trình tổ nghề này sẽ thuộc thừa kế về ai? Tôi lấy ví dụ thế, thừa kế về ai? Và người đó liệu rằng là có được một cái là cho mọi người vào tham quan hay thế nào đấy một cách tự do, hay rằng là buồn anh đã đóng cửa, anh đấy đi về Mỹ và muốn làm ra sao thì ra. Vậy thì người ta, những cái người mà đã cúng, năm nào cũng cúng, năm nào cũng đến xin, năm nào cũng gọi rằng cảm ơn tổ nghề đã cho mình những cái kiểu như là lập lịch cái thứ gì đấy, thì năm sau người ta lại không đến được à? Người ta lại không đến cảm ơn được à? Đó, rất nhiều hệ lụy xảy ra kiểu như vậy, đúng không ạ? Rồi báo cáo với các bác rằng là đấy là còn chưa kể rằng là cái quyền lực mềm là thế nào. Đó. Một vài ca sĩ, một vài diễn viên, một vài diễn viên hài, hay một vài cái người mà nọ kia, đúng không? Thế là họ cảm thấy rằng là đợt này ít show quá, thu nhập không được tốt như mình mong muốn, khán giả thì bắt đầu quên mình đi. Vậy là cảm ơn, là xin tổ nghề giúp đỡ để cho con lại có được một cái gì đó tốt đẹp hơn trong nghề nghiệp của mình, thì đến xin. Thế nhưng mà xin thì lại phải có lễ. Vậy thì cái lễ đó thuộc về ai? Đó, cái lễ đó thuộc về ai? Và trong lễ đó thì liệu rằng là có những cái phong bì dày hay không? Đó là các bác có thể tìm hiểu. Đó. Hoặc là với những người mà trong nhóm quyền lực lớn, ví dụ như là HL22 chẳng hạn, có những cái quyền lực mềm như vậy, thì ai đến lễ nhiều thì ta lại giới thiệu cho một vài cái show nào đó để mà có được cái hình ảnh ở trên truyền hình, ở trên truyền thông, để khán giả nhớ mặt, nhớ tên hơn. Có đúng không ạ? Đó. Rất nhiều những cái hệ lụy, rất nhiều những cái mà thấy rằng ở trong đó để mà bằng một cái cách nào đấy họ có thể thao túng được cái showbiz Việt. Cho nên thì tôi nghĩ rằng là nếu mà xét về động cơ thì có vẻ như là có điều gì đấy nó không hợp lý cho lắm. Và xét về mặt diễn biến khoảng tầm
5 năm nay thì nhà thờ tổ nghề có một cái gì đấy mà rất là lấn cấn. Xét về mặt pháp lý thì cũng có nhiều cái điều như vậy thì các bạn có thể là suy xét xem xét. Thế cho nên rằng là nó có nhiều cái mâu thuẫn lắm, nhiều cái mâu thuẫn logic, đúng không ạ? Mâu thuẫn logic. Và một ngày đẹp trời nào đó, biết đâu chúng ta lại phát hiện ra nhiều cái điều mới mẻ hơn về nhà thờ tổ này và các hoạt động tâm linh của nhà thờ tổ này. Và biết đâu là có một vài cái đơn, một vài cái đơn của ai đó. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là câu chuyện sẽ còn nhiều điều. Còn các bác nghĩ gì về nhà thờ tổ này thì tôi nghĩ rằng là bằng từng này phân tích thì các bác có thể tự suy xét được rồi. Đây có phải là một cái âm mưu, hay đây có phải là muốn mình trở thành một cái người mà đứng thật cao hay không, mà đứng thật cao một cách vĩnh viễn hay không. Đó, tôi chỉ trăn trở như vậy thôi. Cảm ơn tất cả các bác nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.